Trân và hôm nay mình xin phép trình bày cho các bạn cách phân biệt giữa cuồng nhĩ và rung nhĩ. Cuồng nhĩ và rung nhĩ là hai bệnh khá là khó phân biệt trên lâm sàng, vì vậy chúng ta cần phải có một cận lâm sàng rất quan trọng, đó là điện tim. Trên điện tim chúng ta sẽ thấy hình ảnh của rung nhĩ thể hiện ở sóng V lăn tăn nhưng tần số thấp thì không đều. Đối với cuồng nhĩ thì chúng ta sẽ thấy hình sốc ép hình răng cưa với tần số có thể lên đến 300 lần trên phút, và đặc biệt nhất đó là tần số thấp sẽ đều và có những tần số khác nhau như 150 lần trên phút, 75 lần trên phút hoặc 60 lần trên phút. Ngoài ra thì ở rung nhĩ thì chúng ta sẽ thấy được hình ảnh của sóng A đại bác nhiều hơn so với cuồng nhĩ. Khi chúng ta phân biệt được cuồng nhĩ và rung nhĩ trên lâm sàng thì chúng ta phải đánh giá ngay về điểm soát ở rung nhĩ. Điểm soát chính là viết tắt của C, A, H, D và S. C là viết tắt của congestive heart failure, H là viết tắt của hypertension, H là viết tắt của A đối với người bệnh tuổi lớn hơn 75 tuổi, D viết tắt của diabetes và S viết tắt của stroke. Khi điểm này đánh giá được trên 2 điểm thì chúng ta phải sử dụng thuốc kháng đau ngay cho bệnh nhân. Về nguyên tắc đối với cả rung nhĩ và cuồng nhĩ thì chúng ta đều phải khống chế nhịp hấp cho bệnh nhân, sử dụng thuốc kháng đông, và cũng như đó là chúng ta phải chuẩn bị trước về sốc điện, phải chọn phù hợp giữa cardio confinator or the defibrillator. Xin cảm ơn.